Bởi vì là ở đấy rất là đông người và cũng rất là nguy hiểm. Các cái đất nước như thế đông người rất là nguy hiểm. Vi không muốn mất những cái món quà mà mọi người tặng cũng như em tặng. Nên là Vi tháo ra, nên là mọi người đừng có toxic, xích mệt quá. Rất là mất thời gian. Và mất thời gian. Và mất thời gian. Và điều thứ hai điều thứ hai là em xin lỗi tất cả các bạn ở bên Singapore, tất cả các bạn fan, các bạn yêu quý em ở bên Singapore ủng hộ em. Bởi vì là từ bây giờ nhá, từ bây giờ thì em sẽ không bao giờ em ký với bất kỳ một cái áo nào hết. Em sẽ không ký vào bất kỳ một áo nào. Bởi vì là cũng có những thông tin các bạn nói với em rất là lâu rồi nhưng mà em quên, em chưa nói. Thì là có những bạn mua áo bên Villa Store của em với giá niêm yết của cửa hàng mà đi bán đến lúc đến tay người nhận thì với cái giá rất là cao, không đúng với cái giá của cửa hàng. Thì em cũng nói mọi người rồi, mọi người đặt hàng, mọi người cứ đặt ở nước ngoài, mọi người cứ liên hệ với bé Nhi, bé Mèo, bé Hân, rồi kiểm duyệt viên hoặc là những người ví dụ như liên hệ thẳng vào fanpage, liên hệ thẳng fanpage của em.